Rồi, bữa nay thì chị Sơn Ca sẽ màu trắng, xiến màu hồng, mẹ màu xanh lá cây ha. Xanh lá dứa. Xanh lá dứa. Ủa lá dứa, lá cây cũng đúng mà. Mà này là lá dứa. Còn này gì mà? Khoai lang tím. Khoai lang á. Khoai lang sắc cục hả? Khoai lang cục. Nhìn ngon quá. Rồi cái mẹ sóc bột mẹ đục. Ở đâu còn ba trái thanh long đã vậy mẹ? Mùa này đâu có đi đâu được đâu. Hả, người ta cho cái mẹ gói mà cắt. Ê, lâu dữ vậy hả? Ừ. Nay cũng cả 10 ngày rồi. Rồi cả nhà biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là cúng rằm lớn ha, rằm tháng 7. Bây giờ mình sẽ nấu chè. Tại vì bữa nay mình cái gì sao? Hỏi bà nội á. Tại nay mình không có đi chợ được ha, nên là có gì cúng đó cả nhà ha. Nên là mình nấu chè này cho đơn giản nè. Khoai này là chùa cho đó. Ủa, chùa cho hả mẹ? Chùa cho đó. Ừ. Rồi thanh long này bữa ai cho qua anh ta? Long anh hứng đem lại á, phát triển đem về anh hứng chia đó. Trời, bữa nay còn có khán giả nữa. Sơn Hà và Bà Yên. Nãy giờ đi chơi mà anh đã rồi về nhà mà cũng không yên ha. Muốn đi nữa hả? Đi đi. Đi đâu thì đi đi. Ừ. Không thèm về nhà luôn mà. Trời ơi, hát karaoke. Coi bà anh ở luôn đi. Quang Sơn chào cả nhà. Bữa nay thì cũng là một ngày giãn cách xã hội ha, mình không đi đâu được. Mà mấy ngày cúng kiến này nè, thì mình cũng không có đồ, nên là mình có gì cũng đó ha. Bông thì hình như hôm qua chị Hương hàng xóm có cho mẹ, không mẹ? Một can. Dạ. Cuối cùng cũng có đủ rồi đó. Bông hoa nè, trái cây nè, rồi một món cúng. Bình thường mỗi năm mẹ cúng gì mẹ? Năm tháng 7 á. Năm 7 thì mẹ cũng cúng trà trôi nước. Dạ. Rồi thì mẹ mua trái cây, rồi mua bông. Vậy là hôm nay là cúng hơi ít một chút, là không có trà trôi nước. Tại vì không có đậu xanh này nữa. Có mình, đậu xanh nhưng mà thiếu dừa. Dạ. Thì mình thiếu thốn đó, nên là mình sẽ cúng cái này cái chè gì mẹ? Chè gì vậy? Chè gì nữa? Chè lẩm chẩm. Lẩm chẩm hả? Mẹ đặt chè lẩm chẩm thôi. Đâu có, người ta kêu gì vậy hả? Mỗi lần mẹ nấu này mẹ nhớ bà Năm bên Bà Tư. Bà Năm nói là xin nước như ngoài. Cho nước như ngoài. Là sao ta? Là đậu xanh ở ngoài không có dò vô trong. Mỗi lần dò vậy mẹ nhớ là nhớ bà Năm thương. Sơ nước như ngoài á. Ở trên sân con như ngoài. Chè ỉ. Ở trong sắp thì chè ỉ. Sao vậy bực bội hả Sơn Hà? Để ba lấy cho cái quạt nha. Trời ơi, nó nực nội nè. Đúng vậy. Ừ. Tóc dài rồi. Ngày mai ba cạo trọc. Thôi. Chứ giờ nấm đâu rồi mà. Nghiệp lắm, xấu lắm, thương lắm. Mời cạo trọc nha. Chứ nè. Tâm đơ nó chạy không có được đâu, kêu ông sùng nhỏ sợ. Không được đâu, kêu sợ mà. Nó khóc chết luôn là. Nó đang nóng nực bực bội kìa. Hết em ghe. Ngày mai ba lấy cái kéo ba hớt cho. Tối nay chắc không ngủ giống như ba Sơn vỡ tóc dài nè. Nó ngứa đó. Để xây cái quạt coi cho anh Yên. Gì mà vui vậy ta. Nè, cho cái quạt nè, đó. Mát chưa? Đang được nội. Thải vô. Thải vô. Vô xong thải vô cái chỗ hả? Anh em ráng giữ đi, giữ xong rồi chờ cúng xong. Thì đi. Mình sẽ thưởng thức ha. Lẫm mà. Lẫm là tao có cắn không? Thôi nhiều màu đẹp ha. Vậy chưa đẹp đâu cả nhà, chút xíu nó chín á, nó lên màu đẹp lắm, nó trong suốt luôn á. Vậy nó còn đục. Cái màu hồng này đẹp lắm mẹ. Màu hồng này của cái mẹ Long mà. Yeah, mất màu không? Cái này khoai tím. Mất màu không ạ? Không, hấp nó lâu nó mới bay màu chứ mình nấu này nhanh nó không có bay đâu. Tại con thấy tùy theo món á, như có món thì thanh long cũng còn màu. Còn món nào mình làm nấu lâu á, hoặc là mình phơi nắng thì nó sẽ bay màu mất. Mình xôi nó cũng bay nữa. Dạ, giống như rau câu á là mình còn màu ha. Nhưng mà rau câu mà mình đem phơi thành rau câu khô á, mình bứt á, thì nó trắng luôn. Còn mẹ nói cái món này mình luộc á thì nó giữ màu, còn mình hấp thì nó cũng bay màu. Cái màu thanh long nó đẹp đâu. Hấp xôi á, mình hấp lâu cũng bay mất. Mà nó đỏ như cánh sen vậy. Đỏ. Dạ. Nhưng mà mới xẻ ra đẹp lắm. À, năm nay hồi mời con thấy mấy anh ở trên cửa hàng dụng cụ y khoa khách hàng đó á. Ảnh ấy
anh đăng cúng cô hồn tháng 7 mấy năm trước mà con tưởng đâu là năm nay, thấy trời sao mà đông người dữ vậy, ra giật đồ nó lấy liều mạng năm rồi. À, ai giờ bình luận bên dưới là của 2-3 năm trước. Anh nói năm nay ai cũng thiệt thòi, tháng cô hồn cũng thiệt thòi. Cái đó để lát nữa chính làm đó vô. Tháng 7 là người qua cũng dữ lắm mẹ, tại họ làm buôn bán á mẹ, họ cũng thí á. Dạ. Có mỗi năm còn rải tiền từ trên lầu xuống nữa rất là nhiều. Để người ta nói là giống như xả xui ha, để cầu may mắn. Với lại người ta đi chùa làm phước nhiều lắm á mẹ. Tháng 7. Mỗi năm thì người ta đi chùa, nhất là mấy chùa có mấy bé mồ côi á, rất là mừng. Rằm tháng 7 đi đông hơn rằm 10. Dạ. Tại vì mấy bé bị bỏ rơi á, cái người ta tới chùa người ta thấy cái người ta tặng sữa, tặng quà với phụ tiền cho mấy chùa đó. Như hồi trước mình có ghé chùa Giác Nguyên với chùa Pháp Tánh. Mà mỗi năm đó thì con Sơn cũng nhận được tiền từ thiện của bà con cũng rất là nhiều. Tháng 7. Nhưng mà năm nay thì ai cũng lo phòng chống dịch Covid ha, nên là cũng tội nghiệp cho mấy bé. Giờ không ai tới chùa luôn mẹ, mấy năm, 2 năm rồi mẹ. Không gì, bé, giờ mình đắp ở đây mình luộc không mẹ? Đắp lên luộc. Ủa sao không để gần sợi dính hả? Dính rồi anh. Rải đều ra dữ vậy. Dạ, dính rồi, em để gần. Ôi làm nhanh quá ha, xe xe cái gì xong rồi, ba người làm lẹ. Rồi, mấy luộc không? Luộc hả? Rồi, ba luộc nghe. Mẹ chuẩn bị nước sôi. Bên đây bỏ qua đây nấu. Bên đây mình cũng bật lửa lên. Này là bên gì? Bật lửa lên. Rồi nước cốt hả mẹ? Nước dừa để mình nấu mình thả nó vô xem. Nước đường. Nước dừa. Còn bịch nước cốt đặt bên đây. Đây là dừa. Nước dừa này dắt qua nấu sôi rồi còn chừa lại đó. Ăn dính dính vậy đó. Thì giờ mình luộc này trước. Ở dưới mua không có được dừa. Cái này dạ, giờ con bỏ vô được không? Được, nó sôi. Nó nổi lên là chín hả chị? Ừ, nó nổi lên là chín đó. Cái này mau chín lắm. Nó nhỏ hơn. Cục trắng bỏ riêng đi, bị cục trắng nó có đậu phộng nó mau chín hơn á. Dạ. Ủa, cái máy này không có đậu phộng hả? Không, cái này không có đậu phộng xin. Cái hai cái màu này là bột không. À. Còn cái đậu phộng á là mà con thấy có cắn đậu phộng ngon mà không giò luôn. À, cái đó là giò bột miết với bột năng. À. Rồi còn cái kia là bột năng không. À, màu trắng là bột năng không. Ừ, bột năng không là dạ. Nó dẻo lắm. Dạ. Vậy là cũng nhiều loại bột cả nhà ha. Rồi còn cái cách pha bột làm sao để cho dẻo này mà chia nước sẻ. Sôi quậy cơ vậy chứ thôi, nước sôi mình quậy quậy như bình thường vậy đó. À, lấy quậy, nước ấm hả? Nước nóng luôn. Nước nóng luôn. Nước đang nóng gì luôn, cái quậy chế từ từ dạ. Vậy nè, này là đậu xanh. À, có đậu xanh đó ha, này là trôi nước ngoài. Nhưng ngoài tại vì mẹ nói là không có dừa nên là mẹ không có làm bánh trôi nước như mọi khi. Đó, nên là có đậu xanh bên ngoài. Tức là bột năng. Rồi cái mình chế nước sôi vô từ từ mình làm cho bắp chả dẻo. Còn này bột nếp trộn bột năng cũng làm nước nóng. Trong bột có đường không mẹ? Trong bột không có đường. Dạ. À. Vậy mình ăn với nước gì đó, nước đường hả? Đây nước đường nó đã nấu với dừa đó. Để nấu hả? Dạ. Chút nữa mình nó chín mình vớt này bỏ qua. Cái này là cục nước dừa nhạt. Bằng đá thì dặn. Bằng đá hôm qua. Cái này là lá dứa. Đẹp quá ha, chút nữa nó chín nó cái màu chính nó tươi hơn á. Từ từ này để nó dính ra mẹ. Sợ nó dính ra. Chút thì nó sâu dạ. Rồi sao nước ít quá vậy? Mẹ đang nấu nước sôi thêm hả? Nó còn mấy cục màu con cho nó vô chung một một thứ luôn. Dạ. Rồi mẹ cho con miếng nước nữa. Tưởng đâu có lý do gì mà ít nước vậy chứ. Đây. Tưởng bí quyết gia truyền. Nước nhiều mới dễ luộc. Nước nhiều dễ luộc. Dạ. Ừ. Chọc cả nhà. Thoải mái. Đây nãy thấy ướt quá mà bột nhiều. Cái này sao hả mẹ? Quả sao? Nhanh chín hả? À, nhanh chín quả sao? Quả trước sợ dính hả mẹ? Hay sao? Cái kia không có cái ruột, cái này nó có cái ruột. À, cái kia phải cái kia bột nó dày nên là lâu chín hơn. Dạ. Này có đậu phộng. Đẹp quá chị. Này cái rây nè. Đẹp quá ha. Trời nó tươi quá chừng nó xíu. Trời ơi, đẹp quá. Cái này, mình cúng bao nhiêu chén mẹ? Mẹ để bằng thờ 1 tô với 4 chén. 1 tô với 4 chén riêng ha. Mình để nhiêu cũng được, đâu có giới hạn hả mẹ? Thường để trên bàn thờ mấy chén riêng tô vậy đó. Dạ. Vậy là thường là mẹ cúng chè, một món chè
rồi bông qua trái cây là xong ha. Ủa mình không có cúng mâm cơm chay hả mẹ? Không. Cúng đồ ngọt thôi chứ không có cúng đồ ngọt. Mình cúng trên bàn thờ ông bà hay là cúng với bàn đất đai mẹ? Cúng bàn thờ. Dạ. Yeah. Cúng ông bà trụ Phật chị. Mà đẹp quá nè. Ủa mình cúng là 14 hay 15 ta? À, tối 14 hoặc trưa 14 rồi tới trưa rằm. Từ trưa 14 cho đến trưa rằm, trưa 15. Sáng rằm, trưa rằm. Ngon nha. Được rồi hả? À, giờ chị Ca đang chờ chín. Giờ xiến chân trái cây. Khó chân lắm á nghe. Tệ quá hả? Tệ. Khó chân lắm. Giờ bỏ vô lỏng bỏng quá ha. Cái dĩa này nó bự quá. Còn có điện thoại ha. Hai kệ chút xíu gọi lại. Khó coi á hả? Thôi cho nằm xuống đi. Trời ơi có ba trái mà. Mỗi năm á thì mẹ cúng dĩa trái cây rất là đầy. Nào là quýt nè, rồi chuối hay là mình bỏ rất là nhiều trái nho ra đây. Giờ có ba trái, xiến nãy giờ không biết sắp làm sao. Sắp thành vòng tròn đi ba trái. Thấy không? Xiến còn cũng cao hơn anh mà. Muốn giúp không được á. Pha nước trà cho em. Bình bông cũng đẹp quá ha. Bông trang không mà nhiều màu quá mẹ. Đẹp quá anh, có màu vàng đẹp quá. Có bên nó kiếm có màu đỏ, thiệt là đỏ vô đẹp. Dạ. Chị Hương cho một bó bông đủ mẹ chân luôn rồi. Vậy là lùng rồi đó. Trời ơi. Bàn thờ sau này người ta làm cao lắm. Giống như bàn thờ bên ngoài á mẹ, làm quá trời cao luôn. Cao cao không dưới. Ok, mấy cái cục sơ gỗ lên nữa. Dạ. Cao quá. Chính chưa? Chính nổi lên rồi sư. Ừ. Giờ cũng cho qua rồi nè. Ừ. Đó, nổi lên rồi nè. Nó còn giữ được màu hên. Màu thanh long á cả nhà. Đẹp, đẹp quá trời. Thanh long như lá dứa. Mình nói màu lá cây mẹ không chịu. Mẹ cho nước dừa vô luôn. Tại vì nước dừa này dắt hôm qua. Tức là nãy mẹ nấu nước nước dừa dảo phải không? Nước dừa dảo. Rồi sau khi chín rồi mình mới cho nước cốt dừa đặt vô. Bỏ nước cốt đặt vô cái nó sôi lâu nó thành dầu. Nó sẽ thơm phức luôn. Béo. Mình sẽ có nước đường trong đó luôn. Rồi nó ra màu thanh long nè, đỏ đỏ nè. Dù cái này coi chừng chút nó ra màu hồng luôn á. Chị Sinh Ca thể ra màu hồng. Đáng lẽ luộc ở đó trước á. Dạ. Đúng rồi. Thôi lỡ rồi cho vô luôn đi. Đây nãy chị định luộc lượt. Mà mẹ nói cái này nó có nhân nó nhanh chín hơn. Lỡ rồi. Nó bột nó áo mỏng á. Còn kia một cục bột nó lâu chín. Chút nữa nó hơi hồng hồng. Không sao. Nè đẹp quá xem. Dạ. Đẹp quá. Ôi đẹp quá. Thấy hấp dẫn nha. Nó lên màu nè. Đẹp kê chưa. Dạ. Còn cái màu kia nữa, màu khoai nữa. Còn cái màu tím nữa nè. Ủa khoai này nãy mẹ luộc hả mẹ? Nãy mẹ luộc khoai xưa xưa, cái mẹ lăn bột, mẹ luộc lại cho chín bột. À lăn bột nữa hả? Lăn bột củ năng á. Lăn bột củ năng áo ngoài nó hàng chi giống giống chè, giống thạch. Khoai nữa. Khoai làm hơi vừa vừa chứ chưa cái mềm. Có gì nè ba ơi. Ơi. Không chịu về luôn hả? Bỏ nhà đi luôn đi. Ăn miếng thịt cái đòi chịu. Về nó nha. Hả? Bỏ nhà đi luôn đi. Ngon thì đi luôn đi. Đánh bếp đít nó nè. Quá trời suốt ngày qua nhà má hai ở luôn mà. Nãy giờ nó dí nó cắn anh hai đó, anh hai là làng luôn. Hai cắn thì bỏ là cắn nè. Ăn gì vậy? Ăn gì mà cạp gì vậy? Ăn miếng thịt. Coi chừng mắc cổ nha. Cắn một chút à. Cắn chút chút hả? Một tí xíu muối thôi. Muối dần hả mà? Xíu thôi. Cho nó đậm. Nửa muỗng cà phê cả nhà ha. Không, xíu chưa tới luôn. Cho nó cái này xanh hồng rồi. Khoai nha. Trắng. Rồi nó cũng lẹ quá nè, nó nổi lên hết rồi nè. Bên đây nổi lên rồi.
chai xíu nè ha. Chín rồi. Chai chín này vớt qua. Ừ. Thôi xin hạn chè không? Chưa. Chưa được. Cái năm cúng chưa? Hiểu chứ xin hạn đâu biết. Chị Hà ơi. Sơn Hà. Anh Hai đâu rồi? Anh Sơn Hùng đâu? Coi tivi ngoài sân á bà. Nhai dữ vậy ta. Trời ơi, bữa nay ăn chay mà dám xin cục thịt của anh An sắp về. Trời ơi. Em quay anh Hai qua xin cục. Nãy giờ mới nhớ. Bữa nay nhà người ta ăn chay mà. Sao có xách cục thịt của bên anh An sắp về đây vậy? Cục rồi anh Sơn Hùng. Sơn Hùng nữa, Sơn Hùng cũng xin cục nữa. Nãy bên nhà này ăn chay. Ừ, lấy đứa nhỏ nó không ăn chay. Rồi. Rồi, nhắc xuống nha. Chín rồi mẹ. Rồi, chín rồi, để kiếm cái đồ này. Hồi nãy ăn cái món mắm đậu kho ngon quá trời luôn. Ngày mai ăn với dưa leo ngon lắm. Rồi, bây giờ rồi, mình giờ cho ra tô với mấy cái chén. Nhắc xuống. Có ăn rế chưa? Rồi, nhắc rồi. Rồi, múc ra đi. Ồ, ngon quá. Thơm phức luôn. Rồi, nay thiếu thốn nhưng mà cũng có được nồi chè rồi cả nhà ha. Thơm quá. À, hy vọng năm sau sẽ rằm tháng 7 năm sau sẽ đầy đủ hơn giống như ngày xưa, nên là ông bà với ông bà thông cảm, ông trời trời Phật phù hộ nha, cho tai qua nạn khỏi nha, mùa Covid nhanh qua. Chập gì nước sôi đó, thoải mái tay chân. Ừ, ra đây chén đẹp quá nè chị. Ít nước dừa thì nó đẹp nổi lên. Dừa cái này kia nó dạ. Lát nữa nó dừa nhau để múc đặt cái lát cái đó nó đặt cái này nó dừa nước. Chờ cái nước lại. Rồi. Thêm miếng nước nữa đi. Cúng mà nó phải cho đẹp chút nữa. Nước nữa thì nó chìm. Không đẹp mà. Không đẹp đâu mà. Để không cho đẹp đẹp đi. Để cho nó đẹp. Cúng mà cần phải đẹp. Dạ. Rồi cho ra tô đi chị. Muỗng thế nè, bốn chén với một tô đủ luôn rồi, quá trời màu đẹp luôn nè, màu củ khoai đẹp quá ha. Dạ, màu củ khoai đẹp quá. Nãy vậy vậy mẹ nó củ khoai mà anh không biết đó xíu, tại mẹ có áo cái lớp bọc năng á, rồi mẹ luộc nó, đầu tiên luộc chín ha, thì áo nó luộc lại cái nè. Khoai thì mình sắc vuông vuông nè Sơn, rồi mình luộc. À, cả nhà mình có thể tham khảo ha, rất là đẹp. Đừng có luộc chín mềm quá. Bây giờ giờ còn dư đậu phộng quá trời nè. Đậu phộng này mình rắc lên trên đây nè. Rắc lên trên hả? À, tại vì chè có đậu phộng nó rắc lên nó cũng ngon lắm. Trời đủ rồi chị. Đậu phộng để đập ra, đập cho nó nát thôi. Thôi bóp được đây. Để nguyên hộp đi. Nhìn cho đẹp. Sao không cạp cái gì đó? Sơn Hà, cạp gì đó? Ăn một trái cây hả? Ăn không gì trái cây. Rồi, vậy là xong hả mẹ? Lên cúng giấy thì sao mẹ? Mẹ không phải chị ha. Có lấy mâm không em? Lấy cái mâm vuông vuông không? Rồi mẹ ơi, xong rồi mẹ ơi. Giờ mẹ lên cúng nữa. Rồi, hai chén nữa. Sao Sơn Hà? Chơi mà dục cái gì đó. Lâu lắm rồi mình mới lên nhà trên ha. Ồ, nó đổ thơm quá nè. Rồi cho Sơn Hà ra hửi bông dục quế luôn nè má hai. Đẹp quá, hai cây đẹp quá. Quá trời thơm luôn. Thơm phức luôn. Ôi, cả nhà thấy cây nguyệt quế ra bông đẹp không? Thơm, thơm lắm luôn á. Này nó trổ ban đêm. Sơn Hà chụp không? Chụp hình đâu, hình nè, bông nè. Chụp đó, bông nè. Bông nè con nè. Bông nè, bông đẹp nè. Nè. Không quan tâm. Nè. Không quan tâm tới bông đi. Đâu. Hái bông đi. Thôi rứt bông hết.
quá trời nở luôn, đẹp luôn. Thơm phức hai cây đều ra bông hết. Này cả nhà coi hai cây bông mà ông nội của Sơn Hà chở từ miền Tây về nè. Này lúc khoảng 4 cây hả Sơn? Dạ. Cây đem lên cửa hàng bán 2 cây. 5 cây. Ừ, chết hơn cây còn 4. Cây còn 4. Đem lên trước bên tiệm 2 cây. Hai, lúc mà nội vô cúng cái nó là xong, mình chờ tàn nhang. Dạ, băng vô. Xiên không rảnh này. Dạ rồi. Sơn Hà dòm. Nói làm gì hết Sơn Hà? Nó bất kỳ ngược bế á. Sơn Hà ơi, nội làm gì kìa? À, đang tiêm ngừa thêm những người đợt rồi chưa tiêm. Cũng mừng quá ha. Tranh thủ đợt này cần đước mình tiêm hết rồi. Dạ. Mẹ nói ông bà thông cảm. Nay không có đi chợ được. Ông bà thông cảm nghe. Sơn Hà, nóng không? Đi ra ngoài chơi không? Đi ra ngoài ha. Ra ngoài chơi ha. Sơn Hùng. Sơn Hùng ơi, con làm gì với nhà bếp vậy? Dạ con lên nước. Ờ. Ừ, chỗ con nổ. Lên chào cô chú nè. Hôm quá trời luôn nè. Con nữa hả? Cái này hôm qua nó đẹp hơn nay nên nó tàn hết nhiều rồi. Nó rụng hết nhiều quá mà. Nó tàn hết nhiều rồi. Dạ. Cây này hôm qua chưa trổ nên nay trổ mới đẹp nè. Dạ. Rồi vậy xong phải không? Rồi bây giờ mình chào tàn nhang ha, tạm biệt cả nhà luôn ha. Xin hôn mấy bay cô chú. Nãy giờ con làm gì? Mấy bay cô chú đi. Con mấy bay cô chú đi. Cô chú đi con. Xin hôn mấy bay cô chú đi. Mấy bay cô chú. Con mấy bay đi nè. Bay. Hả? Đi nè, mấy bay đi nè, mấy bay đi nè. Mấy bay ba nè. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn chia sẻ nhà mình dành ảnh cho vui ngày cúng tháng 7. Cúng gì nay chỉ có dưa trái cây có 3 trái thanh long rồi ha. Khác mỗi năm quá chừng. Rồi hôm nay chia sẻ cả nhà mình dành ảnh cho vui. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Buồn ngủ rồi.